Khoai môn nó tốt vô cùng phải không bà con? Ai cũng biết khoai môn cả. Nhưng mà nó tốt là nó tốt vậy, nó tốt cho những người mà ăn được khoai môn. Còn có những người và những bệnh thế này vui lòng không ăn khoai môn để nó tốt cho sức khỏe của mình bà con nha. Những người không nên ăn khoai môn, nếu ăn khoai môn vào thì chứng bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và không tốt gì cho sức khỏe bà con ơi. Đó là những người không nên ăn khoai môn, là những người sống nghĩa là sống không ăn khoai môn sống, và bệnh tim mạch, giảm cân, tiểu đường, ho đờm, cơ địa dị ứng, tiêu hóa khó tiêu, bà bầu, là không nên ăn khoai môn. Không nên ăn khoai môn sống. Không nên ăn khoai môn sống. Và bệnh tim mạch là không nên ăn khoai môn. Giảm cân, người muốn giảm cân cũng không nên ăn khoai môn. Tiểu đường không nên ăn khoai môn. Ho đờm không nên ăn khoai môn. Cơ địa dị ứng là cũng không nên ăn khoai môn bà con ạ. Nếu ăn vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, không tốt gì cho sức khỏe nha bà con. Còn lại là nó tốt vô cùng, nó tốt vô cùng khoai môn. Khoai môn là một loại củ quả tinh bột, nó tốt. Khoai môn nó tốt cho dinh dưỡng, nó kiểm soát được đường trong máu, giảm nguy cơ bệnh tim, chống ung thư, giảm cân, tốt, tốt cho đường ruột. Và nó đa năng dễ dàng bổ sung chế độ ăn uống. Khoai môn nó tốt vô cùng bà con ha. Nhưng mà nhớ là những người này không nên ăn, và ta không nên ăn sống. Bệnh tim mạch, giảm cân, tiểu đường, ho đờm, cơ địa nóng, tiêu hóa khó tiêu, bà bầu, là không nên ăn để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Còn nếu ăn là sức khỏe mình không tốt gì cả đâu bà con. Còn lại là tốt hết nha bà con. Nó tốt hết bởi vì nó là một loại rau quả tinh bột, dinh dưỡng, kiểm soát được đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, chống ung thư, giảm cân, tốt đường ruột, đa năng, dễ dàng chế biến và bổ sung chế độ ăn uống. Khoai môn chúng ta sấy được nè, làm trà khoai môn được nè, làm bánh khoai môn được, khoai môn nướng, khoai môn chiên, khoai môn súp và hầm. Nhưng mà chúng ta chỉ có nên ăn, chứ không phải tốt gì là ăn bao nhiêu cũng được. Nên ăn 100g là 2 củ, bằng tương đương 2 củ 6 ngày. 6 ngày thì chúng ta phải nghỉ một ngày. Nhiều quá nó có thể gây chết người đó bà con ơi. Chúc bà con ta vui, trẻ khỏe và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi và chia sẻ để mọi người cùng biết sức khỏe, mạnh khỏe. Bà con ơi, kênh chúng tôi chuyên nói về đời sống và sức khỏe. 4 video, ngày nào cũng có 4 video đến quý vị, cho quý vị vui lòng chia sẻ để mọi người cùng mạnh khỏe, chia sẻ để mọi người cùng nhau khỏe mạnh bà con nha. Và đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Xin thân ái kính chào bà con ơi.